Hello cả nhà. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 9 nha cả nhà. Thì bên em lại có thêm chương trình mới. Thì hôm bữa em có thông báo á, là từ ngày 3, ngày 4 gì tới hết ngày 10 là khi anh em chốt một con máy ben bất kỳ nha, máy ben bất kỳ, không phân biệt là hàng giá trị cao hay là giá trị thấp, thì bên em sẽ tặng cho anh em một cuộn cước mê công gai 500 m. Cuộn này là đúng 500 m nha cả nhà, và nó có 4 size. Nó có 47, 52, 57 và 62. Thì bữa nay để tăng thêm cái độ hấp dẫn cho chương trình nữa thì bên em sẽ kèm luôn khi anh em mình mua máy Genmi nha cả nhà. Genmi thì bên em sẽ áp dụng cho con Genmi thường là cái con Genmi bạc á, và kể cả con Genmi Blue luôn. Genmi Blue luôn. Thì em xin thông báo á, cái dòng Genmi Blue thì em còn size 6, 7 và 8 nha. Còn Genmi bạc á thì bên em còn size 4, 5 và 6 hả? Còn Ben thì bây giờ còn nhiều mẫu lắm nha cả nhà. Rất là nhiều mẫu Ben luôn, từ hàng 1 triệu mấy, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy, 4 triệu mấy, 5 triệu mấy, rồi 8, 9 triệu cũng có luôn. Khi anh em chốt một con máy Ben thì quà nó sẽ kèm là một cuộn dây, một cái đai và một cái bao máy đi kèm. Còn khi anh em chốt một con máy Redmi thì nó sẽ là một cuộn dây, một cái đai và một cái bao máy đi kèm của máy Redmi luôn. Ok chưa? Nhanh tay nha anh em, chương trình sẽ kết thúc sau ngày 10 tháng 9 nha anh em.